Hello, xin chào tất cả các bạn. Lại là hai anh em mình đây các bạn. Thì theo tiêu đề thì các bạn cũng đã biết rồi. Thì hôm nay hai anh em mình sẽ làm gì anh? Hao bánh tráng trộn. Quá dữ. Cái này là lần đầu tiên mình làm luôn nha các bạn. Thì để làm hao bánh tráng trộn thì tất nhiên mình phải có bánh tráng. Hồi sáng mình mua được một bọc bánh tráng nè các bạn. Cũng thì khá nhiều á. Đó, sau đó là rau găm nè. Rau găm này mình hái ở trong vườn nhà mình nha. Trứng cút, hũ sa tới. Sa tới nha, sa tới tôm. Cái này là vuốt đó vậy, tép đó bạn, vuốt đó. Này khô, gỡ ra là ăn được không anh? Đúng rồi. Này đây, trứng cút. 30 cái trứng cút. Rồi, đây là xoài. Nó cầm cái dĩa này lên là chảy nước miếng à. Đây là hành phi. Hành phi các bạn. Đây là đậu phộng nè. Đậu phộng. Mỡ hành. Mỡ hành. Và cuối cùng là hành. Cuối cùng là hành tắc. Đó, nguyên liệu làm bánh tráng trộn bữa nay anh em mình sẽ có bao nhiêu đó. Bây giờ không nói lay quay lòng vòng nữa. Thôi, hai anh em mình bắt đầu làm luôn nha. Ok. Ok. Chắc các bạn theo dõi hai anh em mình làm như thế nào nha các bạn. Ok, bây giờ thì mình sẽ giao cho thằng Phong trách nhiệm rất là cao cả, cầm máy quay nha các bạn. Giờ mình sẽ tiến hành làm. Đó, đầu tiên thì mình sẽ cho vô bánh tráng vô hào. Chết cha, cái hào này hơi nhỏ không ta? Không, nhưng mà thấy vừa đủ ha. Đó, vừa. Ấy, nó nhiều hơi nhiều. hơi nhiều. Nhưng mà một lát nữa mình trộn rồi mình ấy mình bóp lại chắc có lẽ nó sẽ nhỏ teo lại các bạn. Đầu tiên mình sẽ cho bánh tráng vô. Đó, cho gì vô ta? Xài đi ha. Xài trước đi anh. Xài. Ê khoan, bây giờ mình sẽ đeo bao tay vô cho nó hợp vệ sinh nha các bạn. Bây giờ đeo mấy bên anh? Đeo hai bên luôn hả? Đeo hai tay cho dễ trộn. Nhìn nó cho nó vệ sinh nha các bạn. Tại cái này thì phải dùng tới tay trộn. Đó, ok. Đó, giờ mình sẽ cho xoài vô trước đi. Xoài thôi cho một ít thôi heo không? Nhiều quá nó chua. Đúng rồi. Đó. Nhiều đây được rồi. Để lại cái hào mình cũng còn hạn chế nữa. Sau đó thì mình sẽ tới gì anh? Hành phi đi. Hành phi ha. Phi. Ừ. Hành phi. Phi gì cũng cho hay cảm thấy vừa đủ được rồi. Như đây được chưa? Ok ha. Ok anh. Phần miếng ra đi. Hành phi mà ăn cho nó thơm. Đúng vậy. Rồi. Sau đó mình sẽ cho trứng cút. Trứng cút này mà mình cho khoảng 10 quả thôi vậy các bạn. Hồi nữa mình bóp cho nó bể trứng cút ra cho nó hấm vào bánh tráng luôn á. Còn mình chừa một phần lại hồi nữa mình ăn. Anh làm này lần nào chưa anh? Lần đầu tiên luôn á. Không biết làm sao luôn nha các bạn. Anh ơi, coi trên mạng hướng dẫn cái mình bắt chước mình làm theo. Rồi mở hành vô nha. Mở hành vô. Thôi mở hành này cũng hơi ít, mình cho hết luôn đi. Hết luôn. Cho nó thơm. Đó, rồi đó, quá thơm luôn. Bây giờ cái đó mình sẽ cho sa tới tôm vô nha các bạn. Hũ này thôi mình cho hết luôn ha. Cho hết luôn đi. Ăn siêu cay cho nó đã. Wow, hấp dẫn quá ta. Yeah, cho hết luôn. Chưa chơn hấp dẫn rồi. Nhìn em thấy thèm rồi. Giờ rau găm. Mẹ sẽ cho một tí rau găm vô. Rau găm thôi cho ít thôi các bạn. Ăn nhiều quá vô sinh á. Như đây được rồi ha Phong. Miếng nữa đi. Rồi ok rồi. Như đây thôi. Đó mình sẽ tới cái này. Guốc hả anh? Guốc. Guốc đây. Guốc màu đỏ đẹp ghê không? Này màu cam mà. Ừ. Cam các bạn. Không bắt hoài. Hồi guốc thì mình cho cũng vừa phải thôi ha. Hay là hết luôn. Hết bọc luôn đi ha. Hết đi anh. Hết luôn đi. Đó. Rồi cái gì đây? Đậu phộng. Đậu phộng thì cũng ít, mình cho hết luôn đi. Hết luôn. Đó. Rồi trứng cút nha. Cuối cùng. Trứng cút rồi, trứng cút hồi nãy bỏ dưới. Quên. Phần trứng cút hồi nữa mình trộn xong mình sẽ để cái phần trứng cút này cuối cùng. Đó, còn bây giờ mình sẽ nặn hành ra. Nặn ra chén hả? Nặn ra chén để mình vớt hột ra đó. À. Rồi.
Rồi, ok các bạn ơi. Giờ mình sẽ vớt mấy cái hộp ra nha. Đây, cái muỗng này hồi nãy bên hành phi nè. Vớt hộp ra chi anh? Không lẽ mày để mày ăn hộp luôn mày? Mày hỏi nhiều câu thiệt là tình chứ. Wow. Trời ơi, đây thiệt anh nhìn cái nước hạnh nó bốc mùi lên, nước miếng, nước mồm vậy nó chảy rồi. Hạnh này hộp nhiều quá. Hạnh này nhà mình trồng các bạn. Nói chung là tặng dụng những hết sức có thể những cái đồ gì mà có ở xung quanh mình. Gì có sẵn. Tiết kiệm được chi phí. Không, mình đổ nước đó vô hết luôn ha anh. Ok, nói chung là đổ nhiêu đây đi. Thấy nếu như mà hồi nữa mà mình ăn mình thấy chưa đủ cái độ chua đó rồi mình nặng thêm. Nặng thêm. Cái gì hà nó yếu yếu mình còn ấy được còn mà. Rồi ấy, vô nặng hết vô đây nó chua lè rồi sao? Chua lè thì ăn luôn chứ sao. Rồi, cho vô nha. Chanh vàng ghê không? Thấy tại so với cái hao này thì nó không biết nó đủ không nè. Rồi ok, bây giờ mình sẽ bắt đầu trộn nha các bạn. Rồi cái hao này cha, trong quá trình trộn này chắc mà nghĩ sẽ nó sẽ đổ, bây giờ đổ đi bớt đi đây đó. Khéo đó nha anh. Đó, khó quá các bạn ơi, nó bị đổ ra ngoài, cái hao này nhỏ quá rồi. Ok, bây giờ nói chung là nãy giờ sau cái hồi so bóp mấy cái miếng bánh tráng này. Nãy giờ cũng khoảng 10 phút. Bây giờ nó thấm đều nè các bạn, thấy nha. Nó mềm ra nãy đầy hao luôn, đúng không? Đầy hao, bây giờ bóp cái nó ghiu lại. Giờ mình sẽ đổ trứng cút phần còn lại vô. Trộn cho trứng cút nó thấm mấy cái gia vị nè, rồi bắt đầu mình sẽ thưởng thức. Ok. Mấy cái trứng cút hồi nãy mình bóp cho nó nhuyễn ra luôn rồi. Nó nhuyễn ra nó thấm đều vô mấy cái bánh tráng này nè. Đó, ok. Bây giờ mình sẽ cho một tí mỡ hành nữa vô cho nó bắt mắt cho đẹp chút nha. Đây, cho một tí xòi nữa đi. Đây, tí gầu găm nữa. Rồi, ok. Ok, bây giờ mình đã trộn xong rồi nè các bạn. Thấy hồi nãy nguyên một thao đầy mà giờ nó đã xẹp xuống như vậy rồi. Giờ mình sẽ kêu thằng Phong đặt máy quay ở đó. Mình với thằng Phong sẽ xử hết cái hao bánh tráng trộn này, thử ăn hết không nha. Ok, rồi. Ok, bây giờ hồi nãy các bạn, trong hao nó bị che lại, nó bị phức. Mình vừa quay sợ các bạn không thấy, cho nên mình đã chuyển qua cái dĩa nè. Đó, bây giờ mời tất cả các bạn ăn với hai anh em mình nha. Bánh tráng trộn lần đầu tiên của Hiển làm cũng nhìn thấy cũng ok nha các bạn. Thôi, mời tất cả các bạn. Mời các bạn nha. Ăn với hai anh em mình nha. Giúp một cái trứng cút trước cái nào. Ngựa. Phải nói là quá ngon chứ được cái gì. Hình như nó hơi bị thiếu sa tế đúng không? Nãy có một hũ sa tế hả các bạn, cho nên cái bị cay nó hơi bị nhẹ chút. Nhưng mà ngon. Hôm nay mình sẽ thử, hôm nay sẽ thử ăn hết cái dĩa bánh tráng trộn này không à. Còn lại tuyệt vời ha anh, thiếu cay thôi. Hơi thiếu sạch tới đậu phộng này nọ cái thứ quá ok. Rất ngon. Nuôi em mình. Bữa nay anh Trung lại đi công chuyện nữa rồi các bạn ha. Hai anh em mình lại quay ăn tiếp. Hôm nay Trung đi làm các bạn. Trung cũng có công việc. Tại cho nên mình cũng đi làm đó. Nhưng mà mình tranh thủ cái giờ nghỉ trưa á, mình quay cho các bạn xem. Không đi làm thì đâu có tiền để sinh sống, với lại đâu có kinh phí đâu làm cho các bạn xem các bạn. Khổ lắm các bạn ơi. Cho nên các bạn xem thì hãy nhớ
ủng hộ mấy anh em mình, thật để cho mấy anh em mình có thật nhiều động lực quay nhiều video khác hay hơn nữa cho các bạn xem. Đơn giản chỉ cần bỏ ra và vài giây hay cùng dịch. Đơn giản chỉ cần bỏ ra vài giây để nhấn like và nhấn đăng ký và nhấn vào cái chuông, nếu được nữa thì chia sẻ giùm mấy anh em mình. Anh em mình cảm ơn rất là nhiều. Công nhận anh làm ngon thiệt á. Thật chứ sao. Bắt đầu no rồi. Bụng mình tình đình như có chữa vậy các bạn. Nó căng như nè. Bụng bây giờ giống như là, không lẽ đứng lên cho các bạn xem chứ bây giờ bụng bây giờ chắc có thể là 3 tháng á. Học 4 tháng, 4 tháng. 3 tháng chưa bự. 3 tháng nhỏ bụng có 4 tháng. Các bạn quay thì chắc các bạn thấy nó ít nhưng mà nhiều lắm các bạn. Lúc đầu bạn thấy là nguyên một phao to mà không, hai em mình không có nào khả năng là ăn hết nổi này đâu. Mình ăn vậy cũng hay lắm rồi, gần hết đúng luôn. Tùy theo khả năng hai em mình nhìn tướng ốm nhôm nhách vậy. Cảm ơn các bạn đã xem video của hai em mình nha. Thấy hay thì cho anh em mình xin một like, một đăng ký và nhấn vào cái chuông để nhận được thông báo sớm nhất nha các bạn. Đúng rồi các bạn. Thôi bây giờ câu phần còn lại mình để đây rồi một lát nữa nó dịu xuống rồi mình ăn tiếp. Nó đói hoặc là để chiều đó mình đi làm về cái mình tiếp tục ăn nữa cho hết chứ không có bỏ cái phần này, thì cái này cũng là tiền mua chứ các bạn tiết kiệm. Thôi cảm ơn các bạn rất là nhiều nha các bạn, bye bye các bạn nha. Thôi bye. ăn miếng nữa.